Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Anh Thắng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút sắp tới của bản tin. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội nghị đã thông tin nhanh về vụ gây mất an ninh trật tự tại tỉnh Đắk Lắk. Vào rạng sáng ngày 11 tháng 6, một nhóm đối tượng đã tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ia Tiêu và Ia Cơ Tu, huyện Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk. Đến nay, hơn 50 đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Tình hình an ninh trật tự trong khu vực, cuộc sống của người dân tại hai xã đã trở lại bình thường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một số thành phần nghe xúi dục, kích động, hứa hẹn cho tiền, cho vượt biên nên đã làm theo. Hiện cơ bản các đối tượng đều đã nhận ra lỗi lầm. Bộ Công an mong muốn các báo cáo viên tăng cường tuyên truyền về tinh thần đoàn kết, chung tay cùng các cơ quan chức năng phòng ngừa từ xa, từ sớm, hạn chế thấp nhất xảy ra những vụ việc tương tự. Hội nghị cũng phổ biến hai chuyên đề về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh, về xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Tại kỳ họp thứ 7 vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên đã thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 21 trên tổng số 23 dự án công trình đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 với số vốn gần 500 tỷ đồng. Trong đó, các dự án công trình nổi bật như cải tạo nâng cấp đường trục liên xã Hồng Nam, Phương Triều, Liên Phương, đoạn từ DT378 đến quốc lộ 39, cải tạo nâng cấp một số tuyến đường giao thông xã Quảng Châu và xã Hoàng Hanh, cải tạo vòng xuyến dốc suối, dự án khu dân cư mới phường Lam Sơn, khu vực sau khách sạn Thái Bình và sau khu đô thị Tân Phố Hiến. Đây là những dự án khi hoàn thành sẽ là điểm nhấn nâng cao diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và thành phố nói chung. Qua đó góp phần xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025. Nhằm sắp xếp chi tiết các vị trí khu vực bãi sông, làm bãi, bốc xếp, chất chứa tạm thời vật tư, vật liệu xây dựng, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, vừa an toàn đê điều, khả năng thoát lũ theo quy định và bảo vệ môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định phê duyệt đề án sắp xếp chi tiết vị trí bãi bốc xếp, chất chứa tạm thời vật tư, vật liệu xây dựng trên bãi sông Hồng và sông Luộc. Theo quyết định, khi xây dựng bãi bốc xếp chứa chất tạm thời vật tư vật liệu xây dựng phải đảm bảo không thuộc trong phạm vi bảo vệ đê điều, phải cách mép bờ sông đỉnh kè trở vào tối thiểu 50m, cách chân đê tối thiểu 50m. Riêng tại các vị trí tính từ chân đê đến đỉnh kè hoặc bờ lở khoảng 200m, ở các vị trí kè hoặc những nơi dòng chảy áp sát bờ, chiều dài khu vực bãi chứa chất vật liệu không quá 200m và chiều cao chứa chất vật tư vật liệu không quá 2,5m. Gia cố bờ sông bằng kè chống sạt lở, mặt bãi chứa chất vật tư vật liệu xây dựng phải gia cố bằng vật liệu chống thấm và phải có hệ thống thoát nước chống sạt lở bờ. Đang trong thời điểm nắng nóng gay gắt, nhưng hàng trăm hộ dân ở xã Đại Tập, huyện Khói Châu đang bị thiếu nước sạch. Tình trạng này diễn ra trong nhiều ngày qua đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và kinh doanh của người dân. Xã Đại Tập có gần 1.700 hộ dân thuộc 4 thôn trong xã đăng ký sử dụng nước sạch của công ty cổ phần nước Dạ Trạch. Khoảng 10 ngày nay, áp lực nước yếu, không tự bơm được vào bể chứa, nhiều hộ dân đã phải xin nước giếng khoan, mua thêm máy bơm để kích bơm mới có nước để sử dụng. Doanh nghiệp cấp nước cho biết việc thiếu và mất nước là do việc cắt điện luân phiên khiến đơn vị không có đủ điều kiện để sản xuất. Xã Đại Tập nằm cuối tuyến của đường ống cấp nước. Để khắc phục tình trạng trên, doanh nghiệp đã lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cắt đê để thi công thêm đường ống mới nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân tốt nhất. Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các tổ chức đầu tư trái phiếu. Đồng thời, hiệp hội này đề xuất miễn thuế lợi tức, thuế chuyển nhượng trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân để kích thích thị trường huy động vốn dài hạn. Theo lập luận của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam, ngân sách nhà nước cũng có thể giảm một phần nhỏ từ thuế thu nhập về lãi trái phiếu khoảng 1,5-2%, nhưng trên quan điểm chi phí lợi ích thì nhà nước bỏ ra một đồng vốn mà thu được lợi ích gấp nhiều lần. Giải pháp này cũng có thể góp phần giảm lãi suất phát hành trái phiếu dài hạn và từ đó góp phần hạ mặt bằng huy động vốn và từ đó lãi suất cho hệ thống doanh nghiệp vay dài hạn sẽ được giảm. Vừa qua, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Logistics Việt Nam xây dựng đề cương đề án phát triển dịch vụ logistics đến năm 2035,
tầm nhìn đến năm 2045. Đề án nhằm đánh giá năng lực logistics của tỉnh Quảng Ninh như hạ tầng vận tải, hạ tầng kho bãi, năng lực và chất lượng chuỗi dịch vụ logistics, năng lực quy hoạch, năng lực xây dựng và nguồn nhân lực logistics của tỉnh, đồng thời phân tích, dự báo và đánh giá xu hướng phát triển thị trường logistics và các nhu cầu dịch vụ logistics nhằm hoạch định, kế hoạch và đề xuất chính sách phát triển bền vững, tạo động lực mới và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thúc đẩy liên kết vùng, đưa ra các nhóm giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 13 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng. Điều tra bước đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, Thần Tiến Huy sinh năm 1982 ở huyện Hữu Lũng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng 389, có hành vi mua bán hàng nghìn số hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn đặc biệt lớn trên 500 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Huy cùng 12 đối tượng là giám đốc và kế toán của 8 doanh nghiệp có liên quan về tội mua bán trái phép hóa đơn. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Văn Lâm vừa bắt giữ Nông Văn Nhàn, sinh năm 1990, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sơn La. Đây là đối tượng nghi vấn trong vụ án giết người xảy ra tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, rạng sáng ngày 11 tháng 6. Tại cơ quan điều tra, Nhàn khai nhận tối ngày 10 tháng 6 năm 2023 ngủ tại khu vực ống cống gần cầu vượt đường bộ lối từ xã Trưng Chắc sang xã Lạc Hồng, là đối tượng nghiện ma túy, không nghề nghiệp, không có tiền nên Nhàn nảy sinh ý định đi lang thang tìm sơ hở của các nhà dân, khu lán trọ để trộm cắp tài sản bán lấy tiền. Khi đi qua quán bán nước của chị Nga, Nhàn đã gọi chị Nga dậy giả vờ mua nước để tạo tình huống chờ đợi chị Nga sơ hở sẽ thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi thực hiện hành vi sát hại chị Nga, Nhàn lấy một điện thoại di động iPhone, một đôi khuyên tai cùng số tiền 2.040.000 đồng của chị Nga và bỏ trốn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Chuyển sang phần tin quốc tế. Giới chức Canada cho hay ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông giữa một xe container với xe buýt chở nhiều người cao tuổi và người khuyết tật gần thị trấn Calgary thuộc tỉnh bang Manitoba. Tai nạn xảy ra tại nơi giao nhau giữa hai tuyến đường lớn gần thị trấn Calgary, cách thủ phủ tỉnh bang Manitoba khoảng 170 km. Khi chiếc xe buýt chuyên phục vụ đưa đón tận nhà đối với những hành khách không thể sử dụng hệ thống xe buýt truyền thống đang trong hành trình đến một sòng bạc địa phương. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 25 người. Cảnh sát cho biết tài xế của hai xe đều sống sót. Họ từ chối cho biết ai có thể chịu trách nhiệm cho vụ va chạm. Theo các chuyên gia khí hậu, nhiệt độ toàn cầu đã tăng nhanh đến mức lập kỷ lục trong tháng 6 năm nay, một dấu hiệu đáng lo ngại của cuộc khủng hoảng khí hậu do El Nino xuất hiện. Những điều này có khả năng khiến năm 2023 trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận. Theo đó, nhiệt độ trung bình toàn cầu sơ bộ được đo cho đến thời điểm hiện tại của tháng 6 cao hơn gần 1 độ C so với mức ghi nhận trước đó trong cùng tháng kể từ năm 1979. Dù chưa hết tháng 6 và có thể không lập kỷ lục mới trong tháng 6, nhưng các nhà khoa học khí hậu lưu ý, diễn biến này cùng với El Nino có thể thấy năm nay được coi là năm nóng nhất trong lịch sử vượt qua năm 2016. Tuần trước, cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ cho biết các điều kiện El Nino đang xuất hiện và sẽ dần hình thành mạnh lên vào đầu năm tới. Mạng xã hội TikTok cho biết họ dự kiến sẽ đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào khu vực Đông Nam Á trong vòng từ 3 tới 5 năm tới khi gã khổng lồ Trung Quốc muốn tăng cường sự hiện diện tại khu vực. Tại một sự kiện được tổ chức tại Indonesia, giám đốc điều hành của TikTok cho biết công ty này muốn đầu tư tương xứng với cơ hội mà Đông Nam Á đang mang lại cho họ. TikTok hiện có hơn 8.000 nhân viên tại khu vực này, trong đó có gần 2.000 nhân viên tại Indonesia. Ứng dụng này đang đặt cược vào những thị trường như Indonesia để thúc đẩy tăng trưởng cho mạng thương mại điện tử. Quy mô tổng giá trị hàng hóa giao dịch được bán thông qua dịch vụ TikTok Shop đã vượt qua 2,5 tỷ đô la Mỹ tại thị trường Indonesia vào năm ngoái và đạt mốc 1 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 3 tháng đầu năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.